Hiện tại thì Trường Thắng đang có mặt tại thành phố Buôn Mê Thuột. Điểm dừng chân đầu tiên thì mình ghé luôn vào chỗ làng cà phê Trung Nguyên của anh Vũ. Thì xin mời các bạn theo chân mình đi xem là ở đây có cái gì đặc biệt mà thu hút rất nhiều khách. Xin mời. Làng cà phê Trung Nguyên nằm ngay tại đường Lý Thái Tổ giao với Nguyễn Hữu Thọ. Với vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm thành phố, bãi gửi xe rộng rãi, nơi đây đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch cũng như người dân địa phương đến nơi đây để thưởng thức cà phê và tìm hiểu về lịch sử văn hóa. Khi bước qua cổng, chúng ta sẽ đi trên một con đường được lát gạch đỏ, rất là cổ kính rêu phong. Hai bên thì được trồng một cái hàng cà phê trên bờ ao. Tôi nghe nói rằng là trong khoảng tháng 3 khi mà chúng ta đi vào thành phố Buôn Ma Thuột này thì những cái dãy hoa cà phê nở có màu trắng rất là đẹp. Ngay trên đường vào này thì có hình ảnh em bé ngồi trên lưng trâu thổi sáo. Đây là cái con đường để tiến vào khu trung tâm của khu vực làng cà phê Trung Nguyên này. Một cái cảm giác rất nhẹ nhàng và yên bình ở giữa những cái hàng cây với tiếng chim kêu rích rích, hót líu lo. Những cái mái nhà được thiết kế theo kiểu rất là cổ điển và truyền thống. Điều ấn tượng của tôi đối với khu vực này đó là những khoảng xanh nó bao trùm lấy toàn bộ cái khuôn viên của khu vực làng cà phê Trung Nguyên này. Wow, mấy cây sen này rất nhiều các loại cây khác nhau. Này có bông sen và này. Đây là một cái bình sen tôi cực kỳ là thích thú. Cái bình nó cao đến khoảng tầm 2 mét, hơn 2 mét, là những cái chum sen này. Và những chum này được để rất nhiều các góc. Rất nhiều khách du lịch đến đây để uống cà phê và tham quan. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ngôi nhà này. Thì đây là một cái như là một cái nhà hàng cà phê. Bên trong thì được kê bàn ghế và rất đông khách đang ngồi thưởng thức cà phê. Có lẽ là khách du lịch cũng như là người dân địa phương hoặc là những người mà họ đến đây hẹn hò nhau tám dăm ba câu chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xung quanh của khu vực này được thiết kế và bài trí như thế nào nhé. Chúng ta thấy những cái đoàn khách cứ nườm nượp. Đây là lúc vào buổi chiều rồi đấy. Một cái trong cái khoảng không gian rất là yên bình và nhẹ nhàng. Ở đây thì cũng được bố trí rất nhiều những cái chum sen. Đây là một chiếc cầu đó nữa. Ở phía đằng sau kia thì vừa nãy tôi đi qua cũng có một chiếc cầu đó. Và mọi người thì ra chụp ảnh check in rất là nhiều. Khu vực này thì lại được lát bằng những viên đá tự nhiên. Đây là một chiếc thuyền độc mộc tận dụng để trồng cây. Chỗ khu vực đài phun nước này thì trong buổi chiều có ánh nắng xiên này, thì cầu vòng này. Kết hợp với đài phun nước đã tạo ra hình ảnh cầu vòng rất là thú vị. Tường ơi! Tường ơi! Ra đây cầu vòng này. Đây tiếp tục lại có những cái chum sen, hôm nay thì là những chum sen hồng, còn những cái chum sen đằng kia là chum sen trắng. Ở đây có một cái ao và một cái cầu, cái đường để đi lên khu bảo tàng. Ok, bảo tàng thiết kế hoàn toàn bằng gỗ, những cái họa tiết của nhà gỗ, những cái biểu tượng mang đầy nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Bên ngoài này được bố trí rất nhiều những cái bàn đá, ghế đá cho du khách có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh và thư giãn. Những cái cây rất là to, cây cổ thụ, đại thụ, rất bóng mát. Đây là phía trong của cái nhà bảo tàng này. Thì
được trưng bày thì là bộ cồng chiêng Tây Nguyên. Đây là những cái bao tải hạt cà phê, chắc những hạt cà phê mẫu, những cái bình chuông gốm được để trong tủ kính. Các bạn có thể nhìn thấy những cái họa tiết hình ngôi sao kìa, hay ngôi sao 8 cánh. Có thể những cái hình ảnh đó chúng ta sẽ thấy trên những trang phục của đồng bào ở Tây Nguyên. Những cái chiếc trống rất là to. Coi những chiếc thì đã rất là cũ rồi này. Những chiếc trống này chắc là được sưu tập từ bản làng những đồng bào mà họ đã bỏ đi rồi. Không biết da nó là da trâu hay da voi đấy. Chiếc trống to thật. Ở đây thì cũng không quá nhiều những đồ vật của đồng bào. Tuy nhiên thì nó cũng phần nào thể hiện được cái nếp sống của khu vực Tây Nguyên này. Đây là cái gùi được đan rất là tinh xảo, những cái nếp rất là nhỏ. Và đây là cái chạc rất là cũ. Đây là một cái chiêng, cái cồng. Tuy nó không nhiều nhưng cũng cho chúng ta cảm nhận phần nào về những nét đặc trưng văn hóa của khu vực Tây Nguyên. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài để khám phá nốt cái phần cuối của làng cà phê Trung Nguyên. Ở đằng kia thấy có một cái dãy núi. Núi này chắc là núi nhân tạo này, được những cái kiến trúc sư của anh Vũ đã xây dựng lên. Những cái dãy núi kiểu này thì chúng ta bắt gặp được ở rất nhiều các khu du lịch, họ cũng làm dãy núi giả như này, tức là bằng cốt thép phủ có thể là xi măng hoặc là bê tông, sau đó được sơn giả đá và trồng cây phủ lên. Thì có cái lợi thế là sẽ tạo được cái hình thù theo ý muốn. Tuy nhiên thì nhìn vào đây thì chúng ta vẫn sẽ thấy có những cái nét nó chưa được thật lắm. Ngay trong cái hầm núi này là tạo ra một khu vực để trưng bày về lịch sử cà phê. Cây cầu đá này lại dẫn ra vòng ra đằng kia lại là quán cà phê vừa nãy tôi vừa đi. Cái cách thức bố trí cũng rất là khoa học ở quán cà phê Trung Nguyên này. Thế là chúng ta có thể đi một vòng từ đầu quán, từ đầu làng đến cuối làng và đi qua các khu trải nghiệm khác nhau, từ khu bán cà phê, khu trưng bày, khu bảo tàng đến khu xem lịch sử, rồi chúng ta lại quay trở về có thể ngồi nghỉ ngơi và thưởng thức những cà phê ở chỗ các nhà hàng này. Thời điểm này đã khoảng tầm 5-6 giờ chiều. Và chúng ta đã thấy lác đác là những anh chị đâu khách rồi? Hàng thì họ cũng đã ra về rồi. Vừa nãy thì đông hơn rất nhiều. Thời điểm này đã khoảng 6 giờ thì mọi người cũng đã ra về nhiều. Đây là khu vực phía đằng sau. Đây là cái khu bếp cũng như là khu nhà vệ sinh. Trồng rất nhiều các loại cây khác nhau. Chuối đưa vào đây trong khung cảnh như này thì được nâng tầm hơn rất nhiều. Những thiết kế của cái ngôi nhà ở đây thì chủ yếu sử dụng gỗ tự nhiên, nên là rất là cổ kính và đẹp. Đây là khu vực bếp. Và ở đây thì cũng có một khu vực cà phê. Và mình thấy có một cái điểm khác biệt đối với cái nhà của Bắc Bộ là mái nhà ở đây thì thấp hơn.
nhiên thì do sử dụng gỗ và được đánh rất là bóng đẹp nên là nhìn chất lượng hơn hẳn. Đây là dãy bóng hồ lô treo trang trí trước nhà. Đi ra ngoài cổng này chúng ta vẫn thấy những cái lượt khách đang đi dạo bước, ngắm cảnh và thư giãn ở trong khuôn viên của làng cà phê Trung Nguyên. À, đây là một người cũng đang check in bên chú bé tuổi sáo ngồi trên lưng trâu. Đây là ngoài cổng của làng cà phê Trung Nguyên, được thiết kế với những ý tưởng là xếp khối đá dựng đứng giống như là một cái khu du lịch ở nước ngoài Stonehenge. Có vị trí đẹp không ạ? Ngay mặt đường lớn, đối diện bên kia là bưu điện. Rất là rộng rãi, nằm tại ngã ba đường.
là vẫn để nửa quả cộng với vỏ bánh bên ngoài giòn, thêm lấy mật ong rất mỏng, nó sẽ làm cho ráo mỡ hơn là đỡ ngán, cộng với thêm mùi mật ong bên ngoài làm cho cái bánh thơm hơn, sang hơn, trang trí thêm lá bạc hà nữa. Bạn thấy giòn không?